Trời ơi Linh ơi, xong chưa? Trời, cái gì mà tôi đợi nãy giờ lâu lắm luôn rồi á. Cái tính của Bảo đói ăn xấu quá Bảo ơi. Nhìn nãy giờ tôi là toàn đứng đây ăn vỏ bưởi không luôn á. Đói bụng là người ta cảm thấy người ta khó chịu, người ta bức bối trong người, người ta phải nói chứ. Rồi bây giờ đói không chưa? Xong rồi nè, qua bưng đồ qua đi rồi ăn. Nè, để qua bàn đi, nhắc cái nồi qua nữa là ăn được rồi. Tôi cho đường đây để tôi làm nha, nhắc nguyên nồi luôn nha. Ừ. Wow, thơm quá. Linh lấy giùm tôi chén nước mắm đi, với lại cho tôi dĩa rau luôn. Chết rồi, quên chưa mua rau rồi. Ủa cái gì? Rồi ăn lẩu mà giờ chưa mua rau rồi, giờ đi mua rau chừng nào nó mới có trời ơi. Thiệt tình luôn á Linh. Ở ngoài kia Linh có trồng một ít rau, giờ để Linh đi ra ngoài Linh hái nha, rau sạch. Ủa ngoài bà con có trồng sẵn luôn hả? Có trồng rau sạch, không có phân bón gì hết á. Đưa cái rổ này cho tôi. Nhẹ lên đưa cái rổ đây. Bây giờ tôi đi ra tôi hái, đợi Linh lâu lắm. Bây giờ ở trong đây lấy cái chén này đi, lấy một miếng nước mắm dầm thiệt nhiều ớt cho tôi nè. Được rồi. Ok. Hái cẩn thận đó nha. Từ từ mới bảo. Trời, khi mà để ớt dữ vậy. Làm như là bị bỏ đói mấy ngày vậy đó. Thôi tôi cái gì chứ mà ăn là tôi xấu tính lắm. Ăn phải no bụng trước đã. À mà công nhận cũng khéo tay quá ha. Nhìn cái mồi là tôi thấy là cũng hấp dẫn ngon rồi đó. Nhưng mà còn bây giờ ăn không biết sao đây. Thử bỏ miếng rau vô đi. Mà hôm nay là trừ mấy người một điểm nha. Nghĩ sao mà nấu lẩu mà không chuẩn bị rau sẵn. Thì cố tình đó để cho Bảo ra ngoài vườn hái rau vô ăn thử đó. Cũng may là ở nhà có rau trồng á, mình cũng yên tâm mình ăn, chưa kịp lặt luôn rồi không? Em mà mấy ngày mà mình đi làm về bị stress nhiều á. Mình đi ra mình chăm mấy cái cây này xong rồi mình tưới cây á, mình cảm thấy thoải mái lắm nha. Ê nhưng mà sẵn tiện tôi hỏi luôn nè, lúc nãy tôi ra ngoài vườn á, thấy trồng nhiều loại rau ghê ha. Đúng rồi. Mà trồng bằng cái gì mà tôi thấy là rễ mà nó nằm ở dưới đó là thủy canh. Thủy đó, canh đúng không? Rồi. Trồng thủy canh nó không có tốn chi phí nhiều đâu nha. Nhưng mà một cái hay của bà tôi thấy là bà sáng tạo là bà lấy những cái thùng xốp á, xong rồi mình để xuống dưới không cần làm một cái dàn máy giống như người ta ha. Mà trồng vậy á cái thời gian lâu không? Khoảng bao lâu thì mình mới ăn được rau? Tùy cây hà, nhưng mà quan trọng á là Linh thấy là mình chăm sóc á, cái thời gian mình chăm sóc nó rất là thích. Mà mình còn được ăn rau sạch mình tự trồng nữa chứ. Thì đúng rồi, ở nhà ăn thì trồng mình không có để thuốc rồi không có bón phân đồ vô nên ăn nó cũng đỡ. Ở nhà mình chỉ cần có một cái mảnh vườn nhỏ vậy thôi, một cái ban công nhỏ thôi là mình trồng được đủ thứ loại rau hết. Hôm ấy tôi giờ tôi về tôi chỉ dọn cái ban công tôi, tại vì giờ chất đồ nhiều quá, bây giờ tôi dọn hết. Xong rồi chắc tôi đi mua mấy cái thùng xốp là về giống Linh. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là bà phải ghi lại, bà phải chỉ tôi cái cách mà chăm làm sao, rồi ươm cây làm sao này kia đó. Bây giờ ăn xong đi rồi lát nữa Linh chỉ liền cho, dễ é. Ok, được. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh Tề Gia. Trước tình hình ô nhiễm nguồn nước cũng như là việc lạm dụng chất kích thích trong nuôi trồng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, thì việc trồng rau sạch tại nhà bằng phương pháp thủy canh luôn được những người dân đô thị rất quan tâm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với Tuyệt đỉnh Tề Gia tìm hiểu những cách đơn giản để có thể sở hữu được một vườn rau sạch bằng phương pháp thủy canh tại nhà quý vị nhé. Rồi bây giờ Linh sẽ giới thiệu cho Bảo là những cái vật liệu mà mình cần để có thể làm ra một cái giàn rau thủy canh nha. Đầu tiên sẽ là những cái thùng xốp. Những cái hộp xốp này thì mình sẽ sử dụng những cái hộp mình sẽ khoét sẵn trên nắp á, mình sẽ khoét sẵn những cái lỗ như vậy để mình có thể đặt vừa những cái rọ nhựa này vào. Cái này Bảo thấy rất là tiện luôn, nếu như mà không có thì chúng ta mua cũng rất là dễ. Hoặc là ở nhà Bảo bây giờ cũng đã có sẵn 2-3 thùng rồi, bây giờ Bảo về Bảo tái sử dụng lại thôi. Rất là tiện ha. Đúng rồi, những cái thùng mình trồng trước đây mà mình trồng rau theo cái cách mà cổ điển á, mình trồng bằng đất thì mình đổ cái đất đó ra và mình lấy những cái thùng đó mình tái sử dụng. Hoặc là như Bảo nói là những cái thùng đựng nước đá mình cũng có thể sử dụng lại, nhưng mà quan trọng á
theo Linh nha, thì Linh sẽ đặt một cái lớp bịch ni lông đen ở bên trong thùng. Ồ, tại sao vậy Linh? Bởi vì cái ni lông đen á, nó sẽ tạo ra cái môi trường nó rất là phù hợp cho cái rễ cây, để trong môi trường tối thì rễ cây phát triển sẽ rất là tốt. Vậy là mình lót một cái lớp ni lông đen ở phía bên trong luôn. Đúng rồi. Rồi còn cái phần lượng nước đồ như thế nào Linh ha? Đúng rồi, Linh sẽ giới thiệu với Bảo tiếp theo nè. Sau khi mà mình có thùng rồi, mình có những cái rọ nhựa này để mình trồng cây vào trong này ha. Thì tiếp theo mình sẽ quan tâm tới đó là những cái dung dịch dinh dưỡng. Mình sẽ có rất là nhiều những cái loại dung dịch dinh dưỡng khác nhau. Nhưng mà mình sẽ đọc kỹ cái hướng dẫn của nhà sản xuất và mình xem coi là cái lượng dung dịch đó mình pha với lượng nước bao nhiêu là phù hợp. Nhưng mà khi mà cái lượng dung dịch mình đổ vào trong thùng á, thì mình chỉ đổ khoảng từ 1,5 đến 2cm thôi là dung dịch, xong rồi sau đó mình sẽ pha thêm nước vào. Đó. Có thấy những cái rọ dừa như thế này thì thứ nhất là mình cũng có thể là mua sẵn. Thứ hai là mình có thể là sử dụng ở nhà bằng cách là những cái ly mũ của mình á. Những cái ly uống nước mình cũng tái sử dụng lại được luôn, là mình khoét những cái lỗ xong rồi mình canh đặt, vừa đây mình đặt vào bên trong rồi. Đó là mình đã có được hai cái nguyên liệu mà mình có thể tái chế rồi đúng không? Thế là những cái công đoạn đó thì Bảo thấy là cũng khá là đơn giản rồi, nhưng mà cái công đoạn tiếp theo là làm sao để chúng ta có được những cái mầm, những cái cây giống mà chúng ta ươm vào bên trong, hay là thì những đấy. À vậy là mình đi mua thẳng những cái hộp như thế này. Những cái hạt rau. Đúng rồi, ở ngoài siêu thị hay là ở ngoài chợ có bán rất là nhiều. Những cái hạt như thế này xong rồi về mình bỏ vào đây luôn hả? Bỏ vào trong thì rớt ra ngoài chứ bạn. Và mình sẽ có những cái cục nén, những cái cục nén như thế này này, ở trong này họ đã nén sẵn những cái sơ dừa ở trong này cho mình rồi. Về mình sẽ ngâm vào trong nước để cho cái sơ dừa nó sẽ hút nước, rồi mình sẽ ươm hạt vào trong này, chứ không thể nào mà mình thả cái hạt nhỏ xíu mà Bảo thả vào trong này là nó rớt ra ngoài mất tiêu luôn. Không, ý của Bảo là không phải là mình bỏ cái hạt vô luôn, mà cũng nghĩ là mình sẽ để đất hay là mình để một cái miếng xốp gì vào trong đây, rồi cái mình để cái hạt thẳng vào trong đó luôn á chứ. Đấy nè, mình đã có cái đồ ươm này rồi ha. Có hạt giống ở trong này rồi, thì khi mà cái hạt giống lớn lên á, mình sẽ chọn ra những cái hạt giống khỏe nhất, những cái cây khỏe nhất mình để lại. Còn những cái cây mà yếu hơn thì mình sẽ lấy ra ngoài. Mình chỉ nên để như là Linh đã ươm sẵn ở đây nè, để một cái giá thể này mình sẽ để một cái cây thôi, và mình sẽ chọn cái cây khỏe nhất. Và khi mà cái cây mầm nó lên được khoảng 2-3 lá rồi nha, mình sẽ chuyển ra ngoài rọ nhựa và mình sẽ chuyển ra ngoài giá thể. Là bắt đầu mình cái này là mình phải lấy nó ra bên ngoài, xong là mình để vào trong đây. Rồi để đem cái rọ nhựa này mình bắt đầu mình để vào trong đây. Đó, và mình để nước, mình cho dung dịch dinh dưỡng vào trong này ha. Vậy là xong rồi hả? Đúng rồi. Ủa sao Bảo thấy đơn giản quá vậy? Thì Linh đã nói rồi mà, trồng rau thủy canh tỉnh nó rất là đơn giản. Bây giờ mình đổ nước đầy vô luôn. Đúng rồi, chừa khoảng đúng rồi là 3cm là vừa đẹp. Rồi tiếp theo bây giờ mình phải đo nước đúng không? Chính xác. Mình phải đo cái độ pH của nước. Ở đây Linh có chuẩn bị sẵn hai cái dụng cụ đo. Đây là dụng cụ đo điện tử. Rồi còn cái này là mình sẽ đo bằng cái dung dịch thử. Ở đây cái bút đo điện tử này á, mình chỉ cần mở ra và mình ghim thẳng vào trong nước, và cái nồng độ nó sẽ nhảy lên. Bảo thấy là đang ở tầm là 7 chấm. 7 chấm. 7 chấm thì bây giờ 7.0, mình sẽ phải 7.1, nói chung là tương đương khoảng 7 chấm ha. Nó xê dịch ở khoảng mức 7 chấm đúng không? Thì bây giờ Bảo sẽ phải là mình so với cái màu trong đây hả? Không, cái 7 chấm này đã là cái nồng độ pH của nước rồi. Bây giờ mình nó hơi cao thì bây giờ mình sẽ phải giảm nó xuống còn khoảng 5.5 cho đến 6.5. Cái đó là một cách. Cái cách thứ hai á là mình có thể kiểm tra bằng cái dung dịch thử này. Múc nước vào tới mạch là 5ml. 5ml, ok. Đó. Rồi. Xong, rồi Bảo cầm giùm Linh nha. Cái này mình nhỏ vào trong đây. Mình sẽ nhỏ cái dung dịch thử này vào và mình sẽ kiểm tra cái màu. Cái này nhỏ tầm một giọt ha. Một giọt thôi, đúng rồi. Đó, rồi Bảo lắc đều lên. Đó, Bảo thấy nó có màu chưa ạ? Chuyển màu rồi. Và mình sẽ so với cái bảng màu ở đây để mình kiểm tra ra được là cái nồng độ pH nước của mình hiện tại đang là bao nhiêu. Nếu cái màu này thì Bảo thấy nó đang xem là 7 chấm nè. Đó. Nó cũng là tương đương với cái máy kia mình kiểm tra. Đúng rồi, với cái máy của mình. Tại vì nó cùng là một cái dung dịch, cho nên mình sẽ đo bằng hai cách thì nó sẽ đều ra một cái kết quả thôi. Cái này cũng là 7 chấm luôn nè Linh. Ở trong thùng này là mình có khoảng 10 lít nước rồi Bảo ha. Rồi mình sẽ pha cái dung dịch. Thường ở ngoài khi mà họ bán cho mình thì họ sẽ phân cho mình có hai loại dung dịch để mình phải đổ vào trong cái thùng thủy canh của mình, thì Linh tạm gọi là dung dịch A và dung dịch B. Thì mỗi bình dung dịch á, mình sẽ đổ vào trong cái thùng của mình á, là khoảng 100ml.
Nhưng mà Vũ nghĩ là thí dụ mình đổ đầu tiên là 100ml trước đi, xong mình đo lại, rồi nếu mà cái độ pH mà nó chưa đạt được cái mức mà mình cần thiết á, mình có sẽ thể thêm hoặc gia giảm. 100ml cái đều cái A, ừ, bây giờ 100ml B nè, mình đổ vô rồi nên cũng ước chừng thôi, thì để mình sẽ đo lại một lần nữa ha. Thì bây giờ mình đo đi, đo bằng máy đi cho nhanh. Rồi bạn xem thử coi là bao nhiêu rồi. À, cái này bạn thấy là bây giờ nó tụt xuống rồi, nó còn ở tầm ở 6.2. Ừ. Vậy là đúng theo cái lý thuyết hồi nãy Linh nói rồi đúng không? Rồi vừa vặn quá. Hay ha. Làm nhiều riết thành quen. Rồi. Xong, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình để cái phần dung dịch tưới này sang một bên ha. Ừ. Mình sẽ tính tiếp tới cái phần hạt giống. Ở bên kia Linh có hai cái túi hạt. Đó, rồi. Bảo chọn cái phần cải xà lách nha. Rồi xà lách. Bây giờ trước khi mà mình muốn mà gieo hạt thì mình sẽ phải ngâm ngâm hạt vào trong nước từ 3 cho đến 24 tiếng để mình loại bỏ những cái hạt hư và những cái hạt lép. À, thường thường mà ngâm như vậy những cái hạt lép nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Đúng rồi. À. Đó. Rồi ở đây Linh đã ngâm sẵn những cái hạt giống mà Bảo vừa mới lấy đó ra. Đây là hạt xà lách ha. À. Đó, Bảo thấy là có những cái hạt nó nằm ở bên trên nè. À, đó là những, là hạt, những lép. Cái hạt lép nó nằm ở bên trên, còn những cái hạt dùng được, những cái hạt khỏe nó rớt ở dưới. Thì chúng ta sẽ sau 3 đến 24 tiếng chúng ta sẽ vớt những cái hạt đó lên và chúng ta ươm vào trong giá thể. Đây Bảo thấy Linh cũng đã chuẩn bị sẵn những cái giá thể như thế này rồi. Là Linh đã ngâm cái chất dinh dưỡng và nước vào trong đây luôn rồi đúng không? Thấy đúng nó rồi. Có cái độ ẩm nè. Linh đã ngâm cái giá thể này vào trong cái nước dinh dưỡng mà mình pha, để khi mà mình ươm hạt vào á thì bạn có thể thấy là, Bảo lấy thử đi ha. Ươm cái hạt vào, Bảo để khoảng 1, 2 hoặc là 3 hạt vào thôi, để vào trong cái giá thể và mình ấn nhẹ thôi nha Bảo. Đừng có làm quá mạnh hoặc là quá nhẹ thì hạt nó không có đủ chất dinh dưỡng, nó nằm ở trên cao quá. Đó, xong thì trong cái thời gian mà mình ươm như thế này á thì mình chỉ cần tưới nước phun sương cho cái giá thể của mình thôi là được. Tại vì trong cái giá thể này là mùn cưa mà mình đã ngâm với chất dinh dưỡng rồi thì mình không có cần phải thêm chất dinh dưỡng cho cây nữa. Trong cái thời gian chờ cây nảy mầm khoảng từ 2 đến 3 ngày thì cây sẽ hút đủ cái chất dinh dưỡng ở trong cái giá thể. Bạn nghĩ là tầm 2 đến 3 ngày là nó cũng lên mầm được rồi đó. Đúng rồi. Đó. Và mà sau khi lên mầm giống như Linh chia sẻ lúc nãy thì mình bắt đầu mình lấy cái cây từ trong cái giá thể này ra rồi mình đem để vào trong cái rọ nhựa này đúng không? Đúng rồi, Linh cũng đã chuẩn bị sẵn. Là đây là những cái cây mà Linh đã ươm nè. À, cái này là tầm mấy ngày Linh? Cái này là Linh ươm khoảng 3 ngày là nó lên những cái cây con như thế này. À. Đó là. Thế cũng khỏe quá ha. Mình có thể để vào trong cái rọ nhựa như vậy. Hoặc là Bảo thấy là hồi nãy Bảo cũng có hỏi Linh đó là mình có những cái miếng mút á, mình có thể trồng vào trong đó. Đúng rồi. Ừ. Trồng vào những cái miếng xốp mềm á cũng bảo nghĩ chắc cũng được mà đúng không? Đúng rồi, Linh nghĩ là chỉ cần có một cái vật thể để cho cái rễ cây nó bám vào. Cho cây nó đứng lên là được. Đó, mình để mình lấy ra ngoài luôn ha. Lấy cũng được hoặc là Bảo để luôn trong cái rổ này cũng được. Mình sẽ để vào trong những cái rọ nhựa. Đó, rồi, cứ để như vậy thôi. Và đặc biệt là mình phải đem ra một cái nơi mà có ánh nắng chiếu vào. Đúng rồi, mình sẽ phải mang ra ngoài nắng. Khi mà cây mầm đã lên được 2 hoặc 3 lá như thế này thì mình sẽ phải mang ra để cho cây có ánh sáng để quang hợp. Nhưng mà cái thời gian đầu thì mình cũng phải phun sương nhẹ để mình tưới, để mình tạo cái độ ẩm cho nó. Đúng rồi, cái việc phun sương là mình phải làm thường xuyên luôn. Khi mà cây nắng, trời nắng quá là mình cũng phải phun sương. Nhưng mà đặc biệt là trời mưa, nếu mà mưa lớn quá mình cũng phải che bớt lại, chứ để nước mưa nó tạt vào trong cái thùng chất dinh dưỡng của mình thì nó cũng sẽ làm loãng cái nước dinh dưỡng và nó cũng sẽ làm hư những cái lá cây nữa. Trời, bây giờ cái này coi như là thành quả của Linh làm xong rồi. Bây giờ mình cũng sẽ thử nha. Cho đến thời điểm này là từ cái lúc mà mình gieo bằng cái hộp xong rồi bắt đầu mình sẽ cấy nó vào trong đây là khoảng 2 tuần sau là nó ra được một cây cả tốt vậy luôn hả? Rau luôn. Ủa, sao mà nhanh dữ vậy ta?
nhanh mà, tại vì những cái loại rau này là những loại rau trồng ngắn hạn, cho nên mình không trồng quá lâu, khi mà mình vừa đủ để mình ăn là mình sẽ thu hoạch được rồi. Nhưng mà Bảo công nhận nha, mặc dù là trồng thủy canh như vậy không có tiếp xúc với đất nhưng mà cũng rất là đầy đủ chất dinh dưỡng hay sao, nhưng mà Linh nhìn coi cái cọng rau muống rất là tươi tốt và rất là to nữa nè. Nhưng mà với những cái điều kiện thời tiết nè, cũng như là cái cách mà mình trồng thủy canh như vậy á, thì mình có cần lưu ý gì không Linh ha? Theo như Linh nha, cái kinh nghiệm mà Linh trồng cây á, thì Linh thấy rằng nếu như mà mình trồng thủy canh thì mình phải quan tâm đến cái dung dịch dinh dưỡng của cây. Nếu như mà cái dung dịch mà nó bị ít quá, dung dịch dinh dưỡng bị ít quá thì mình sẽ phải đổ thêm cái dung dịch dinh dưỡng vào trong cái lỗ, và thấy ở trên cái mặt hộp nè có cái lỗ, mình sẽ đổ nước vào đây để mình bổ sung dinh dưỡng cho cây. Rồi nếu như mà nắng quá thì là mình sẽ phải 2 đến 3 tiếng là mình sẽ phải tưới một lần ngoài trời nắng, mà mình phải có mái che nha Bảo. Nếu mà không có mái che, ví dụ mình trồng ở ban công là mình có mái che sẵn như thế này á thì không sao, còn nếu không thì mình phải che cho cây để nếu mà nắng quá thì cây nó sẽ héo. Nhưng mà Bảo nghĩ là nếu như mà mình trồng thủy canh như thế này, mặc dù là trồng ở trong nhà nhưng mà vẫn phải chọn những cái nơi mà có ánh sáng chiếu vào như thế này. Đúng rồi, mình phải có ánh sáng để cho cây quang hợp. Mỗi ngày cây cần quang hợp từ 5 đến 6 tiếng lận mà. Nhưng mà ví dụ như điều kiện thời tiết như thế này, nhiều khi mưa như thế này nó có ảnh hưởng gì không Linh ha? Mưa nhỏ thì không sao, còn nếu mà mưa lớn thì mình phải có cái mái che để mình che, chứ nếu không là nước mưa nó sẽ làm dập cái lá cây thì mình sẽ ăn không có được. Cũng đỡ được cái là nhà Linh đã có sẵn cái mái che này rồi, nên nhiều khi mưa lớn lắm thì nó mới tạt vào tí xíu thôi. Đây Bảo thấy là ví dụ như cây cải xà lách này nè, rất là tốt luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà Linh đã chỉ cơ bản như vậy rồi, nếu như mà bây giờ về mà Bảo làm không được á thì Bảo nghĩ là chỉ cần nhắn cho Linh một cái tin nhắn thôi. Linh ơi, liệt kê cho Bảo A B C D như thế nào. Đúng là rồi. Tầm 2 tuần sau. Ba tuần đi. Cho thời gian 3 tuần là có rau. 3 tuần là có rau. Lúc đó Bảo sẽ mang sản phẩm qua khuấy lên, hoặc là sẽ mời Linh tới nhà Bảo. Lọc lòi lẩu mới. Không thì lúc đó Bảo mời Linh tới nhà Bảo luôn cũng được. Vậy để Linh mang sẵn một cái rổ qua để thu hoạch rau mang về nhà nữa là có quà chứ. Phải nói là ngày hôm nay rất là hay khi mà tới nhà Linh này, thêm được một kiến thức về trồng rau thủy canh. Và đặc biệt là rất là thích, nhiều khi mình có thời gian mình đi ra đi vô, mình ngắm cái rường vườn rau của mình nó xanh tươi mà cũng rất là thích luôn. Bảo thì rất là thích rồi, không biết là tất cả quý vị khán giả có ai thích trồng rau thủy canh giống như Bảo không nha. Phương pháp đơn giản vừa rồi mà Tuyệt Đỉnh Tề Gia gợi ý đến cho quý vị khán giả, thì Linh tin chắc rằng quý vị đã có thể làm cho mình được một mô hình trồng rau thủy canh tỉnh tại nhà thật là đơn giản mà năng suất lại rất là cao. Năng suất cao có thể trồng được nhiều vụ hay là trái mùa, chúng ta có thể tạo ra được những không gian xanh và thân thiện với môi trường nữa. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 15:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên Facebook và YouTube của chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia. Còn bây giờ thì Linh xin chào và hẹn gặp lại.